Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Lợi Trung Vlog nhé. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái giá mít của ngày của câu mùng 9 nhé các bạn nhé. Mùng 9 tháng 12 cho cá hôm nay anh em cắt sau câu cũng hơi ít. Trong buồn quá này. Đây. Đây là đang bắt lại hàng các bạn. Thì hôm nay số lượng hàng thì nó hơi ít một chút xíu do trời thời tiết rất là lạnh ở trên khu vực Tây Nguyên thì rất là lạnh các bạn nhé. Thì cái mình các bạn đợi một chút xíu, mình có giá mình sẽ báo cho các bạn liền, một phút hoặc là 30 giây gì đó là có. Giá thì dạ, cái giá của khu vực Tây Nguyên thì bên mình đang cắt tại vườn đó là giá 17.000 một ký. Hiếu là mít nhất, trở lại mít tủ luôn. Còn mít nhì, mít nhì là 12.000, mít ba là 10.000. Hột không chứ không lụa. Tại khu vực Tây Nguyên nhé. Lên hồ là giảm. Còn khu vực miền Tây thì thiếu. Cái gì? Rồi, khu vực có hàng chợ thu không mày hả? Giá để hàng chợ này. Của ngày hàng chợ này. 9/12. Thu lại. Giá mức nhất là 25.000. Dạ. Mức nhì là 10. Mức nhì là 18.000. Mức ba là 15.000. Giá mít tại vựa Tiền Giang nhé các bạn nhé. Còn lái cắt tại vườn đó thì nó sẽ giảm xuống 2 đến 3 giá tùy vào mít đẹp hay mít xấu các bạn nhé. Đấy nè, trong cái bảng ngoài đây trắng sáng rồi. Thì cái số ký, cái số ký thì mình vẫn lấy bình thường như mọi khi, tức có nghĩa là mít nhất là 9 kg đổ lên, mít nhì là 7 đến 9, mít ba là từ 5 đến 7, mít bi là dưới 5 kg. Cái trời lạnh này nên cơm cũng nó cũng không có ngon mấy các bạn. Giá thì đang tăng lên các bạn nhé. Tin vui chạy đẹp kêu có vấn đề gì không buồn rồi. Người nào có cái tháng 10 cái tháng 1 bảo ten luôn là về tối nay ngủ không ngon đấy. Tâm nhé các bạn, nhà vườn yên tâm, các nhà vườn yên tâm, chắc được mã rồi nhỉ. Và một điều nữa, nếu mà các bạn cần, tại vì nhiều khi mình các bạn hỏi mình không có trả lời được trên YouTube. Trên trang YouTube của mình á, thì các bạn nhắn tin đó thì tối về mình mới đọc được. Nó già là nhìn tại ban ngày là mình nhiều khi mình ở vườn thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Zalo. Thì Zalo của mình thì cô nhìn biết ngay vậy. Thì các bạn có thể nhắn tin qua Zalo cho mình và mình sẽ trả lời cho từng bạn. Lên màu trong. Biết xô ghi mã xô đây. Hai trái nữa. Còn không? Thoải mái đi. Cho ba mấy hả? 134 rồi. Được, vừa tròn. Con cá này cái tầm 12 kg. Nhầm á. Dạ đúng rồi. Không xô à? Em xô. Dạ. Chứ trái đây siêu được gì luôn đấy.
ít lái nhỉ, ít mối nhỉ. Không được, anh biết được. Được. Hơi yếu ấy nha. Chưa về được chuyến nào ấy nha. Có kia mua hàng chợ đó. Alo. Thấy hơi yếu nha. Ai à? Chạy rồi. Đi. Chưa biết là nó mua hay nó bán nữa mà. Đây là nói sao đâu. Giá lên một mình mới biết ai biết được. Giá lên không đỡ đâu, giá lên chạy tranh với nhiều không đỡ. Sắp thấp không nào đấy. Rồi. Cái này nó mỏng lắm. Cái này như miếng em xúc á. Miếng em xúc chứ còn gì nữa. Xúc hả? Nhìn này miếng em xúc. Đoán đây chứ còn không dám thẳng định. Cái này nè, đoán nhưng không dám thẳng định. Bởi vì lâu lâu cảm giác làm đó, nó bậu quá. Giờ này Việt Nam này đã nữ mà, hôm nay nữ mà không đủ đâu, không đủ đâu nha. Nó bậu như vậy. Số đen. Nói lên số đen khỏi khỏi bạn chứ. Thoải mái. Có được 10 ký không? Được rồi. 9 ký rưỡi. Còn đây, còn cái này có 8 ký 3 đấy. Khoảng hơn 1 ký rưỡi đấy. Ồ, thằng thiết chứ. Có này có đủ hết. Đủ hết. Nhất. Chi cái này nha. 90. Cái này là cái vết xăm cũ rồi hả? Đúng rồi đấy. Nó nhầm nó sâu quá là không được gắt. Hết rồi. Hết rồi. Không phải là em không dám xuống sâu quá là còn cái mặt nó to quá, mặt to quá nó không đủ. Anh kêu bây giờ bắt buộc phải xuống này nè, chứ làm sao không xuống được. Ủa sao đâu đó? Đây là mũi này nè. Giờ bắt buộc phải xuống cái đây nè, nó mới nhất cái mũi được. Bây giờ mình đâu đi này được. Khách hàng thì chết. Đứng lên xuống rồi. Bực nhất là người xăm ấy. Bởi vì làm đúng kiểu của nó là phải cái thầy xuống nữa. Trước nó xăm á. Đi trước nó xăm rồi chứ mình làm sao mà mình xăm thì xăm mình không biết kiểu xăm gì. À, mình xin kết thúc cái video của mình tại đây nha. Bạn yêu quý thì nhấn like và đăng ký theo dõi để cập nhật giá hàng ngày các bạn nhé. Xin chào các bạn.